Cái vùng cằm của anh đang bị viêm, đang ở vùng cằm này nhé. Thế bây giờ thì những cái ổ mụn này bây giờ nó đã ăn lồn ở sâu ở dưới anh, giống như nó giống như một cái dải mạch lươn ở dưới á. Vậy nên là nếu lấy mụn thông thường đương nhiên là nó có xẹp, nhưng mà cái chân viêm nó không dứt được anh nhé. Thì cái này mình cần đến sử dụng đến công nghệ cao á. Cái mũi của anh vậy thì chắc là trước đây anh chưa có uống cái thuốc, em có nghe chia sẻ ở dưới là anh uống cái thuốc thải độc gan đúng không anh? Đúng rồi. Thì trước đây có cái này là anh chưa uống thuốc thải độc gan, thì cái mũi này với cằm này của anh cũng thường xuyên bị đúng không ạ? Thì anh thuộc cái mũi dạng mũi trứng cá đỏ á. Thì trước nó có bị nhiều không mà anh lại uống thuốc thải độc gan ạ? Trước nó có bị nhiều không ạ? Ít chứ. Ít hả? Nhậu nhiều nó nóng. Nhậu nhiều nó nóng rồi đúng không? Anh thương đối nặng. Dịch nó vẫn đưa ra rồi, nhưng mà để nó hết thì nó khó hết nha. Thì bây giờ nó ăn luôn dưới giống như những gườm cá chê với những cái mạch lươn ở dưới á. Bên trong nó toàn bộ là nó rỗng ở bên trong ấy ạ. Và nó viêm, nó hoại tử hết trơn rồi này anh này. Nó hoại tử, nó bầm, nó tím hết trơn rồi. Cái này thì anh cần phải uống thuốc trong uống ngoài không. Nếu như anh không có tuân thủ pháp đồ này, không có uống thuốc như nữa, thì em nghĩ là anh cũng nên đi bệnh viện khám đi. Vì cái phần da này nó đã viêm quá, nó hoại tử rồi. Còn nếu như anh tuân thủ pháp đồ với em là mình dùng công nghệ Pixel, xong rồi mình trong uống ngoài thoa dưỡng rồi uống thuốc nữa, thì làm buổi nào nó rút buổi đó chứ anh. Thì em cũng nghe nói là anh cũng đi bệnh viện anh uống thuốc rồi nó không hết, rồi anh cũng hơi lo lắng vấn đề này đúng không? Nhưng mà mình uống thuốc không thì không đủ, mà cái này mình uống xong rồi mình phải dùng công nghệ cao để mình cho nó sút viêm càng nhanh, chỗ này càng tốt. Tại bây giờ da anh chỗ phần này nó hoại tử hết rồi, cộng với cái việc là mình phải dưỡng phục hồi nữa. Bây giờ nó hoại tử hết cái phần má ấy rồi. Cái này em chỉ nhích cho anh thôi, hôm nay em nhích rồi là chạy dưỡng chất vào thì nó dịu thôi, chứ nó hoại tử hết trơn rồi.